Mỗi ngày có từ 1.500 đến 3.000 lượt du khách đến với Cù Lao Chàm, gần bằng số dân trên đảo. Cụm đảo này hấp dẫn bởi làn nước biển trong vắt và những dạng san hô tuyệt đẹp, cùng thảm rừng nguyên sơ với nhiều loài động thực vật. Cù Lao Chàm còn có những làng chài yên bình, những ngư dân nồng hậu và những nét lịch sử, văn hóa của những cộng đồng đã hàng trăm năm bám biển dựng làng. Ông Lê Học là một ngư dân của đảo Cù Lao Chàm. Đã nhiều năm nay, thu nhập của ông lại trông vào mớ lá rừng này. Đám lá này hái từ rất nhiều loài cây mọc hoang dại trên khắp đảo Cù Lao Chàm. Đi núi về, ông Học thường sơ chế ngay mớ lá đã hái được. Thứ lá rừng này được dân đảo sử dụng như lá chè tươi ta vẫn gặp ở nhiều vùng quê. Coi như hồi xưa đến giờ là cái nghề thuốc lá, nước lá này là gì, hồi trước là cái ngày mùng năm mới được đấu. Nhưng mà hồi thời kỳ nếu phát triển, nên đây du lịch, có du lịch, ngày nay mình đấu cái thứ lá này mình bón cho họ uống. Uống như ngày nay thấy ngon quá, ngày nay nó bón được, ngày nay thì ai còn làm. Lá mùng năm là cách người dân Cù Lao Chàm gọi bài nước thảo mộc này. Họ thường sử dụng 18 đến 20 loại lá cây khác nhau. Thứ lấy vị thơm, có thứ để giải độc, thứ lại giúp an thần. Trước kia, chỉ đến dịp Tết Đoan Ngọ, người dân mới đi rừng lấy lá, nấu lên, uống cho mát mẻ. Nhưng nay, hái lá rừng lại trở thành một công việc thường xuyên.